Alo, xin chào các cô chú, các anh chị, các bạn và các em. Mình đang đi bộ ở trong cái park, nhưng mà ngừng xuống để xem YouTube một chút. Lướt qua một cái trang thì mình thấy có một cái bạn nào đó viết cho mình là mấy ngày hôm nay chị có thấy cộng đồng mạng xôn xao về anh Tony Phạm hay không? Chị mê anh ấy lắm. Chị nghĩ sao? Thì khi mình coi xong được cái lời bình luận của bạn, bây giờ mình trở lại mình cũng không biết là bạn viết cái câu đó ở trong cái video nào, mình không có thời gian tìm kiếm. Nhưng mà nói chung là mình đọc, lần đầu tiên mình đọc qua là tóm tắt là ý của bạn là như vậy. Thì bây giờ mình trả lời cho bạn biết, đơn giản thôi. Mình mê anh Tony hay không hả? Thì nghe nè. Thứ nhất, anh Tony đã có vợ, có gia đình. Thứ hai, bạn nghĩ anh Tony có đẹp trai không? Có đẹp trai đến cái mức độ ảnh có vợ rồi mà mình vẫn còn phải mê ảnh hay không? Điều thứ ba, anh Tony nếu nói về tài chánh hiện tại bây giờ có bằng được mình hay không? Mình chỉ hỏi bạn ba câu như vậy thôi. Nếu bạn biết thì trả lời cho mình. Tại sao mà mình hỏi bạn rằng anh Tony về tài chánh hiện tại có bằng mình hay không? Mình không coi thường ảnh. Và chưa chắc gì mình đã hơn ảnh. Nhưng cái mình hơn ảnh là như vậy. Hiện tại bây giờ mình đã về hưu, không cần phải đi làm mà vẫn có tiền trả bill. Là tại sao? Vì lúc mình còn trẻ, mình có cái sự tính toán. Mình làm ngay tại Mỹ mấy chục năm trời liên tiếp, không nghỉ lấy một ngày, dù có bệnh cũng phải đi ra tiệm để ngồi. Có người làm việc cho mình. Số tiền mình dành dụm được, mình đầu tư vào bất động sản. Bây giờ cũng đã có nhiều căn đã pay off, mà có nhiều căn cũng còn đang thiếu nợ nhà băng. Đó là những cái mình về hưu non, không cần làm việc nhưng vẫn có tiền trả bill. Nhưng với anh Tony, tới giờ phút này, mình nghĩ chắc ảnh lớn hơn mình một vài tuổi hay là bằng tuổi mình thì mình không biết. Ảnh vẫn còn phải đi làm mới có tiền để trả bill. Vì sao? Vì ngày xưa có thể ảnh không có dành dụm hay là như thế nào thì mình không biết. Với lại có thể rằng là anh không đầu tư vào bất động sản, cho nên là càng về sau thì có thể là anh không có. Mình chỉ hơn được anh Tony ở cái đó thôi. Thì các bạn nghĩ mình mê ảnh không? Bạn dùng sai danh từ rồi, cho nên mình giải thích với bạn là như vậy. Cái chữ mê của bạn không đúng ở một cái gì cả. Với lại mình lớn tuổi như vậy rồi, sung sướng vô cùng. Tại sao mình phải đi mê một người mà mình chưa từng bao giờ biết tới? Lý do tại sao mình nhắc tới anh Tony Phạm trong vài video, chứ không phải là video nào của anh Tony Phạm mình cũng xem hết. Mình không có thời gian. Thứ nhất, ảnh ở bên Mỹ. Thứ hai là ảnh lên live, ảnh nói một ngày hai lần. Thì cái video của ảnh nó cứ chạy vòng 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 ở trên YouTube. Thì ai thấy thì cứ việc bấm vào coi, mình và bạn. Nhưng không hẳn rằng coi của người ta nhiều mà mê người ta. Có gì đâu mà mê. Chẳng qua mình thích ảnh là vì sao? Vì ảnh có tiếng nói trung thật. Ngay trong cái lúc đó, cái gì cũng vậy, chúng ta phải tìm hiểu thì từ từ nó mới biết được. Vì sao? Vì anh Tony không ở bên cạnh những người đó. Tất cả những gì anh Tony biết được là qua những kênh YouTube của các bạn chia sẻ. Các bạn có biết lý do tại sao mà mình không làm về thiền am bên bờ vũ trụ không? Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Nhưng mà không phải là một mình nhìn thấy điều này mà nhiều người nhìn thấy. Mình chỉ thấy là như vậy nè. Thiền am bên bờ vũ trụ họ đang rất bình yên. Họ không lên tiếng nói. Thì họ đang bình yên thì tại sao các bạn lại bới ra làm chi? Chỉ có những cái người họ không thích thiền am, họ cố tình họ vào để họ kiếm view, họ kiếm video họ làm, vì họ không có khả năng sáng tạo ra video khác. Cho nên họ phải bám vào thiền am, may ra được cái gì hay cái đó. Nói đúng nói sai gì kệ, miễn ngày tôi có được một video tôi đăng lên là được rồi. Nhưng khi bắt đầu vào rồi, từ từ chúng ta phải có cái đầu, có sự nhận xét. Mỗi con người có một khối óc. Cái nhận xét của mỗi người khác nhau. Đối với riêng bản thân mình không nói tới thiền am nữa. Việc thứ nhất,
mình thấy họ đã bình yên, họ không lên tiếng cầu cứu ai nữa, thì tại sao các bạn lại nhào vô họ để làm cái gì? Thế bây giờ cái câu trả lời để làm cái gì là tại vì các bạn không có sự sáng tạo để làm YouTube. Cho nên các bạn đành phải theo chiều gió. Chứ đối với riêng mình có rất là nhiều. Cho nên là mình không làm về Thiền Am, không phải là mình bỏ họ. Đối với các bạn mình không biết, nhưng đối với riêng bản thân mình, thì mình thấy bất kỳ một cái chuyện gì, việc đầu tiên giúp họ trước, sau đó coi sự việc là như thế nào. Nếu cảm thấy không đúng hoặc là có một cái vấn đề gì đó thì mình ngừng thôi, chẳng thiệt hại cho ai cả. Còn đằng này họ đã im lặng rồi, các bạn cứ tấn công. Mà cái chuyện quan trọng nhất mà mọi người phải lên tiếng cho Thiền Am là tại sao? Những người không thích Thiền Am, các bạn nói về Thiền Am nhưng các bạn nói một cái cách nó không đúng sự thật. Các bạn dùng những cái từ ngữ vô văn hóa, chửi người ta. Bây giờ người ta làm đúng làm sai gì đó là chuyện người ta. Làm sai với chính quyền thì để chính quyền vào cuộc. Làm sai với lương tâm của mình thì để ông trời, ổng xét xử. Chúng ta là người phàm. Có nhiều cái bạn có thể hơn họ, nhưng có nhiều cái bạn sẽ thua họ. Đừng phán xét ai bất kỳ điều gì. Nhân quả là có thật. Sống phải thì chắc chắn các bạn sẽ gặp phải thôi. Nếu một chuyện gì đó nó ngang trái nó đến với bạn, coi như rằng là bạn phải trải qua một cái gì đó, sau đó nó sẽ trở lại bình thường. Nhưng dù bạn có gặp nạn đi chăng nữa thì nó cũng nhẹ nhàng và nó sẽ qua được. Khi bạn lâm nạn thì lúc đó bạn mới biết rằng bạn sống đúng hay không. Bạn sống đúng thì cái nạn của bạn nó cũng sẽ nhẹ nhàng và nó qua đi. Bạn sống sai thì cái nạn đó của bạn chính nó sẽ đè bạn. Chỉ có vậy thôi. Về Thiền Am bên bờ vũ trụ, đối với mình chỉ cảm thấy buồn Thiền Am ở một cái chỗ này. Vì mình thấy rất là nhiều người lên tiếng cho Thiền Am bên bờ vũ trụ, đến nỗi mà gia đình họ, vợ chồng giận hờn nhau, con cái buồn cha mẹ buồn con cái. Vì sao? Vì cứ nói về Thiền Am. Nhiều gia đình cũng mất hạnh phúc vì Thiền Am. Rồi những người làm, nói lên cái tiếng nói về Thiền Am, bị chửi, bị hăm dọa, bị đưa ra tòa, bị rất là nhiều luôn, cũng vì Thiền Am. Nhưng Thiền Am không lên tiếng cho một YouTuber nào. Cái đó là cái mình thắc mắc. Mình hy sinh cho họ quá nhiều, nhưng ngược lại họ chỉ im lặng thôi. Thì các bạn nghĩ, các bạn có nên làm nữa hay không? Rất nhiều gia đình đã bị ảnh hưởng về Thiền Am. Bây giờ mình không nói Thiền Am họ đúng hay sai, họ thật hay giả, hoặc là họ như thế nào mình không biết. Mình chỉ phục ở Thiền Am một điều duy nhất, mà cái điều đó là cái điều mình thích, cho nên mình phục. Là sao? Vì năm chú tiểu rất là xuất chúng từ ở Thiền Am, mang lại tiếng cười nhân văn cho tất cả mọi người, từ trẻ cho tới già, cả thế giới đều biết. Chúng ta chỉ nhìn vào một cái đó thôi. Giống như chúng ta, khi bạn cho các con bạn vô trường học, dĩ nhiên là các bạn phải đi chọn những cái trường nào nó dạy cho những cái đứa học sinh đó tốt, thì chắc chắn một điều, bạn sẽ đưa con của các bạn vào trong cái trường đó để học. Chứ các bạn đâu có tìm hiểu rằng là ở trong trường đó cái background nó như thế nào và hiện tại nó như thế nào. Bao nhiêu người ở trong cái trường đó, bao nhiêu người good và cũng sẽ có nhiều người không good. Các bạn đâu có tìm hiểu cái đó. Các bạn chỉ cần biết rằng cái trường đó là cái trường đào tạo cho những học sinh giỏi. Thì các bạn đưa vào thôi. Đúng không? Thì Thiền Am cũng như vậy. Thiền Am như là một cái trường đã đào tạo được 5 cái chú tiểu này. Mà các bạn biết rằng cái vấn đề nó học, nó khác với vấn đề nghệ thuật. Nghệ thuật bạn phải có năng khiếu.
thì bạn mới có thể làm được nghệ thuật. Nhưng mà cái năng khiếu bạn có, nhưng bạn không có người đào tạo hướng dẫn bạn thì cũng vứt đi, đúng không? Thành ra đó là cái mà mọi người yêu quý, mến và thích Thiền Am. Vì sao? Vì chính cái ngôi trường này, chính cái nơi này là cái nơi đào tạo ra năm chú tiểu xuất chúng. Điều đó ai cũng khẳng định được. Còn cái vấn đề bên trong họ như thế nào, đó là chuyện của họ. Nếu sống theo ở bên Mỹ, đèn nhà ai người đấy sáng, bản thân ai người đó giữ. Dù ở trong nhà, họ cũng ít bao giờ chia sẻ với nhau. Mạnh người nào đó vô phòng đóng cửa lại. Cái cách sống theo Mỹ là như vậy. Họ ít có chia sẻ điều gì lắm. Không phải như ở Việt Nam chúng ta, cái gì cũng đi nói hết ra, không có. Cái gì đáng nói thì họ nói, không đáng nói họ không quan tâm. Quan tâm chi cho mệt vậy? Cho nên đó là cái lý do mình không có coi về Thiền Am sau này. Và mình cũng không có muốn làm về Thiền Am. Tại vì sao? Tại vì mình có biết gì đâu mình làm, có biết gì đâu mình nói. Trừ khi mà họ lên tiếng thì bạn mới biết. Còn họ không lên tiếng, các bạn chỉ đoán mò thôi. Cái lý do mà các bạn làm cho những cái người họ yêu quý Thiền Am, họ bức xúc, họ lên tiếng là sao? Vì các bạn nhục mạ, chửi bới, ghép hình ảnh thì mới làm cho người ta tức lên. Sau đó, người ta nghĩ rằng các bạn sai, cho nên người ta phải binh Thiền Am. Nếu các bạn vẫn nói chuyện bình thường như chúng tôi thì cũng không ai nói tới đâu. Chuyện đơn giản chỉ có là vậy. Và người này nói, cái kênh này nói, thì cái kênh khác tấn công cái kênh này, rồi cái kênh kia lại tấn công cái kênh nọ. Cứ như vậy kéo dài cả năm nay. Cái đó là tự các bạn làm. Các bạn phải biết một điều rằng là ở bất kỳ đất nước nào đều có luật pháp. Bạn làm sai thì bạn chịu tội. Và còn thêm cái luật nhân quả. Khi mình thấy được rất là nhiều người lên tiếng cho Thiền Am bên bờ vũ trụ, nhưng cuối cùng họ bị áp lực quá nặng nề, thì mình có một cái suy nghĩ trong đầu mình là tại sao Thiền Am họ chỉ biết cho họ thôi, họ không lên tiếng một điều gì cả để cho những người yêu quý họ có một chút động lực gì đó. Nhất là Lisa O. Khi mà mình biết Lisa O bị anh Hiếu ở bên Mỹ hâm dọa thưa ra tòa, mình cảm thấy rất tức cười. Vì mình nghĩ rằng anh ấy không đủ khả năng để làm như vậy. Mà không có một người luật sư nào họ điên, họ khùng mà họ tiếp nhận cái case của anh Hiếu như vậy. Anh chỉ hù cho vui thôi. Với những người hiểu biết thì hù. Cho anh là hù Lisa. Còn với những người không biết thì sợ. Nhưng cái đó nó cũng rất ảnh hưởng về tinh thần của Lisa. Mình cảm thấy rất buồn cho Lisa. Tại sao rất là nhiều người lên tiếng bảo vệ Thiền Am, họ bị chửi. Không những là những người đó, họ chửi cái kênh đó không, họ chửi cha, chửi mẹ, ông bà, ông cố, ông sơ, ông nội gì đó, họ lôi ra họ chửi hết. Và còn nhiều người thì bị hâm dọa và bị đủ thứ, mất ăn, mất ngủ. Trong khi Thiền Am họ vẫn bình thường. Thành ra cái làm cho mình cảm thấy hurt my feeling là tại sao Thiền Am họ lại như vậy? Họ im lặng khi người khác bảo vệ họ và người khác đang gặp nạn. Trong khi họ gặp nạn, họ kêu cứu, thì bao nhiêu người chung tay. Trong khi những người mà bảo vệ Thiền Am gặp nạn, thì Thiền Am không nói được một câu nào để an ủi họ, mà cứ im lặng. Các bạn có biết cái sự im lặng là cái sự khủng khiếp lắm. Vì họ im lặng, bạn không nghĩ ra được điều gì cả. Cho nên đó là lý do mình cảm thấy rằng Thiền Am họ bình yên rồi. Họ không cần tới mình nữa thì mình lên tiếng làm gì? Lỗi là lỗi do các bạn. Người ta im lặng mà các bạn cứ vạch ra, cứ tìm ra để các bạn nói là lỗi do các bạn, không có đổ thừa ai được cả.
Và đôi khi các bạn còn thêm mắm thêm muối để các bạn nói ra câu chuyện nữa. Lý do nhiều kênh ở bên Mỹ họ ngừng, họ không nói, là tại vì họ nhìn thấy được cái giống như mình nhìn thấy. Nhưng chỉ có một mình anh Tony, ảnh cứng đầu quá. Với lại sao? Vì anh thấy rằng chỉ có nói tới Thiền Am thì mới được nhiều người xem. Cho nên ảnh hứng chí quá, thích quá. Thêm thêm bớt bớt một chút cho nó vui lên, để được nhiều người xem. Mình đã nói với các bạn rất nhiều, có quá là nhiều đề tài để cho các bạn làm trên YouTube. Bây giờ các bạn chỉ cần ngồi đọc tin tức thôi, các bạn cũng kiếm ra tiền vậy. Mà lại không bị ai chửi nữa. Tại sao các bạn không làm? Các bạn kiếm ra đồng tiền mà người ta chửi tới cha, mẹ, ông, bà của các bạn. Thì có đáng hay không? Bao nhiêu tiền mà giữ vậy? Nếu kênh YouTube của các bạn làm, một tháng các bạn được 10.000 đô, 20.000 đô. Mà để cho người ta chửi bạn, chửi gia đình bạn, để bạn kiếm được 10.000, 20.000 đô một tháng, thì ok. Còn nếu như 500, 700, 1.000, mà để cho người ta nhục mạ gia đình bạn, bản thân bạn như vậy, không đáng. Ngồi đọc tin tức đi, kiếm những cái trend nào, rồi lâu lâu mình xen vô những cái video mình yêu thích. Các bạn vẫn kiếm ra tiền. Mình làm những cái gì cho ai, không cần người ta phải đền ơn mình, nhưng người ta phải biết rằng có người A, người B, người C, D đang đồng hành với mình. Để làm chi? Để mình có tinh thần. Các bạn biết không, cái lúc mình mới bắt đầu làm YouTube về Thiền Am, mình được bật kiếm tiền. Kênh của mình có 100 mấy một tháng thôi. Rồi khoảng một vài tháng sau nó lên tí 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 tí. Mặc dầu là mình chỉ được 100 mấy, nhưng mà mình phải trả 200 để cho một cái cô bé, là tại cái cô bé này thật sự cô cũng cần tiền. Cô xin mình 200. Cho nên là mình cho cổ 200 đồng một tháng. Cho từ ngày đó tới hiện tại bây giờ vẫn còn cho. Để làm chi? Để trả lời những bình luận của các bạn. Cô đó đã thay mình làm tất cả. Cổ thì tiếng Việt cô cũng biết ít ít. Nói chung là cũng khá giỏi hơn con mình. Cho nên có nhiều người cô viết lại tiếng Mỹ, có nhiều người cô viết tiếng Việt. Thành ra YouTube mình làm được, lúc đó là để cho cổ thôi. Cổ bỏ thêm tiền túi ra cho nữa, ok. Nhưng tới bây giờ thì YouTube của mình đã ổn định. Vì mình có tới 3 kênh. Mình cho cô bé đó thêm 100 đồng. Coi như là 300 đồng. Để làm chi? Để trả lời bình luận. Nhưng mà từ cái ngày mình bắt đầu làm về tin tức Hồ Duy Hải và Song Tham thì có vài bài tin tức Mỹ hoặc là Thủy Tiên hoặc là Linh Tinh. View cũng rất là nhiều. Mà không cần phải xem lại cho các bạn nhiều nữa. Cho nên cô bé này cảm thấy rất thích. Cô nói rằng là cô ơi, có nhiều video đã được cả 100.000 view luôn, nhưng mà cũng ít có người viết lại cho mình. Họ chỉ coi cho mình thôi. Họ like nhiều lắm. Cho nên là con cũng khỏe quá. Con không cần phải coi lại video cho họ nhiều. Và con cũng không cần phải viết lại bình luận nhiều. Con cảm ơn cô. Thôi thì mình cứ làm tin tức như vậy đi cô. Để làm chi? Người ta bớt chửi. Cho nên đó là lý do. Các bạn bỏ Thiền Am, đừng làm nữa. Không phải bỏ Thiền Am là ghét họ. Không. Đối với mình, Thiền Am vẫn là cái nơi mình rất tôn kính. Mặc dầu ở bên trong họ như thế nào mình không quan tâm, mình không biết. Đó là cái personal của họ. Mình chưa chắc gì trong quá khứ mình đã hơn được họ. Kệ họ, không quan tâm. Cái quan tâm là trước mắt nhìn thấy họ dạy dỗ được cho 5 đứa trẻ. Chỉ có vậy thôi. Làm sai thì đã có chính quyền. Và có nhân, có quả. Chỉ vậy thôi. Mình gửi đến bạn mà nói mình mê anh Tony đó. Không có. Mình nói thật nha. Từ nhỏ tới lớn, đàn ông họ mê mình lắm. Vì sao? Mình có một cái khuôn mặt, có một cái nụ cười, và luôn cả cái lời ăn tiếng nói, cử chỉ và hành động của mình luôn luôn quan tâm đến mọi người. Dù là trên mạng xã hội hoặc là
khách hàng của mình, cái sự quan tâm của mình mọi người nhìn thấy. Cho nên đó là cái mình xã giao thành công. Cho nên là người ta thích mình nhiều, có nhiều người mê mình lắm. Thôi một chút chia sẻ với cả nhà ha. Bây giờ mình đi bộ tiếp nha. Trời cũng hơi xuống chút rồi. Ok, hân chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Bye bye.